Để mua xương lại. Để mua xương gì? Để mua xương gì kia? Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một món mới nữa, ẩm thực của quê mình, đó là cá chê nướng bờ đê nha các bạn. Mời các bạn xem mình nhé. Đây là con cá. Đây là con cá chê của mình nha các bạn. Cá chê này thì 1,5 kg ở trong đồng người ta tặng cho mình. Ồ, các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không? Ngon luôn á các bạn. Thêm một chút cá chê rừng gì vậy? Nóng lên sỏi rồi. Dạ, chiên ngon lắm á. Sỏi. Ăn không? Mày ăn nè. Ngon quá. Chiên vô ăn. Con cá chê hay nhẹ lắm. Hay như thế. Cá chê đó. Đây là món cá chê nướng bờ đê. Đây là một cái bờ đê vuông tôm. Chị ta ơi. Ủa sao ngộ vậy, đưa lên cho nó đưa lên. Buổi chiều ở quê mình nha các bạn. Ờ, con cá hiện tại đang chín dần. Chở bè lên kha, chở bè lên kha. Chở sao được đây. Nè cầm đây qua đây. Đây. Đây là cá chê nướng bờ đê. Đây. Cá chê nha các bạn. Bên đây nha. Đem phát tài. Cá đây. Mưa rồi các bạn ơi. Mưa. Mưa rồi, hồi chạy vô không kịp luôn. Mưa là hết chạy vô cũng kịp luôn. Phải hiểu cách xài mày. Con cá đang gần chín đây các bạn ơi. Đang ngoài cho biết xài. Trời ba xe ơi, dọc nữa rồi. Nó liễu. Ba ba không cá mà chị cứ gỗ. Bữa đó lúc giờ đó. Bữa trời để lên ăn ngu độc mà kiếp chịu đời không? Ra trường. Nhìn thấy ngon mọi người. Ngon lắm đó. Thối quá. Đây là cá chê nướng bờ đê. Nó đen đằng chín lên rồi. Ủa? Ủa sao để dưng là cá chê nướng bờ đê. Chặt miếng, chặt tấm lá chuối mới được hay? Ê, con cá này. Để. Wow. Ngon wow. Các bạn. Wow. Ngon lắm đó. Cái chai lúc mà đi. Trung quá. Đó. Hấp dẫn cưa, cá chê nướng ngon lắm đó. Cá chê đó. Chạy nhanh đứng. Cá chê. Chụp đi, như đây được rồi. Ủa như đây được rồi. Chụp đi. Kìa cá chê. Các bạn thấy món cá chê của mình có hấp dẫn không các bạn? Nếu mà thấy hấp dẫn thì nhớ cho mình một like và một đăng ký nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn ăn luôn. Thơm quá. Mình lấy cái bữa các bạn lại chém đem. Đừng. Em có mới thiết kế cái này. Thiết kế gì? Em lấy cho. Có được mới thiết kế. Đừng gớt nữa hả cô Tư. Anh Tư chừng nào đi vô. Các bạn thấy không, cái da nó chín nó rất là giòn nè các bạn. Đi như da heo vậy. Nó rất là ngon đó. Hấp dẫn luôn đó. Rồi, cắt mấy đó làm cái đồ đi mấy. Dục cái đó đi, dục cái đó đi. Dục cái mấy cái đó bỏ. Kêu chị mời ra. Hả? Sao? Sao? Sao?
bây giờ mình chơi. Bạn gì chứ? Wow, nóng quá. Rất là nóng. Cẩn thận ngay chú Tư. Wow. Chiều trường, được mày đạp. Chơi là chơi. Mẹ mắt đuôi mắt bé. Mày đuôi vậy? Wow, nóng quá các bạn ơi. Mày thấy ngon lắm đó. Muốn muốn ăn điện đó, đắt, thấy chưa? Mày ăn điện quá hả? Cái chơi nướng bò đi. Coi cá này. Mấy đứa nhỏ dưới quê mình là vậy đó bạn ơi. Đây mình có trồng mấy cái ổi. Ổi là rất ngọt nha các bạn. Ngon đó. Kiếm ổi con ngon này nha. Quay trở lại với món cá chê nướng bà đê của mình. Ngon lắm á. Mấy bạn ăn chưa? Sắp chín rồi các bạn. Chỉ còn cái phần đầu thôi. Cái phần đầu nó còn hơi sống một tí. Mình nướng chín luôn cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Chín luôn. Cái này mà có thêm tí bia rượu gì nữa thì quá tuyệt vời. Cá chê nướng bà đê nha các bạn. Các bạn ăn cuối cùng thì món cá chê nướng bà đê của mình cũng đã hoàn thành. Giờ mời các bạn ăn với mình nha. Chưa. Để thằng Hoàng đây. Đấy, cá chê nướng. Video cá chê nướng bà đê của mình tới đây xin kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người thấy thích thì hãy ấn like, đăng ký, chia sẻ video giúp mình nhé. Bye mọi người.